Vương Tổng, ông thật là có phúc khí. Nghe nói ái nữ Lê Gia vừa mới tốt nghiệp đại học, xinh đẹp tuyệt trần. Đó cũng là nhờ Vương Tổng chúng ta tuấn tú, tài giỏi. Với tiểu thư của Lê Gia mới thật là trai tài gái sắc. Đúng vậy, cô dâu đến rồi. Anh Vương Cương, xin hỏi anh có đồng ý cưới cô Lê Thanh bên cạnh mình làm vợ, dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó? Tôi đồng ý. Lại đây, nhanh lên. Cô Lê Thanh, cô có đồng ý gả cho anh Vương Cương đứng bên cạnh cô, dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, đều không rời bỏ hay không? Thần Hiên, giữa chúng ta thật sự phải kết thúc rồi sao? Khóc rồi. Hôm nay là ngày Tiểu Thanh thành hôn, không nỡ xa chúng ta. Tiểu Thanh, mình chẳng qua chỉ là đứa con gái bị Lê Gia vứt bỏ, vốn dĩ không xứng với Thần Hiên. Có lẽ đây chính là số mệnh của mình. Tiếp tục hỏi, cô Lê Thanh, cô có đồng ý không? Tôi đồng. Cô ấy không đồng ý. Thần Hiên, mẹ, con và ba đến cứu mẹ đây. Thần Hiên, ai đây? Dám đến hôn lễ của Lê Gia và Vương Gia để gây rối. Đúng đó. Kỳ lạ thật. Cậu dám gả đứa con gái có con hoang cho tôi. Cậu giỏi thật. Vương Tổng, nghe tôi, nghe tôi giải thích. Tôi nói cho cậu biết, chuyện hôm nay con gái cậu tôi cũng muốn. 40 triệu cậu nợ tôi cũng phải trả. Cậu là ai? Dám gây rối ở địa bàn của tôi. Người đâu, đuổi bọn chúng ra ngoài cho tôi. Vương Tổng, đây chính là Thần Tổng. Cậu nói đây là chủ tịch của tập đoàn Thần Thị sao? Cậu là tên bịp bợm. Cậu bán con gái của mình cho tôi, chính là một màn kịch cậu bày ra. Cậu thật sự nghĩ con gái cậu là thứ tốt lành gì sao? Cậu thì là cái thá gì, dám cướp dâu ngay trong hôn lễ của Vương Cương tôi. Rút vốn, hủy bỏ hợp tác với Vương Thị. Cái đồ không biết tốt xấu này, cậu diễn trò với tôi đấy sao? Người đâu, lôi chúng nó ra ngoài đánh một trận cho tôi. Còn cô nữa, Lê Gia làm tôi mất mặt trước mọi người, xem tôi về có sự cô không. Gan to thật. Cậu làm lỡ việc tôi cưới vợ. Đợi đấy. Alo, làm phiền tôi làm gì? Đang bận cưới vợ đây. Cái gì? Thần Thị rút vốn rồi. Thật sự là Thần Tổng sao? Không phải, Thần Tổng. Tất cả đều là do ba của Lê Tiểu Thư, ông già đó, để bù đắp nợ nần của công ty, đánh con gái mình ngất xỉu rồi đưa cho tôi. Thần Tổng, nếu tôi biết quan hệ của cậu với cô ấy, tôi cũng sẽ không cưới cô ấy đâu. Thần Tổng, cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội. Cút xéo. Được, tôi đi trước đây. Hãy đợi đấy. Kể từ hôm nay, kẻ nào hợp tác với Lê Thị chính là đối đầu với Thần Thị của tôi. Tôi xin anh, xin anh hãy cứu tôi. À khốn đó, chạy đi đâu rồi? Ra đi, không có ai đâu.
Cô là ai? Tại sao lại xông vào hồ bơi riêng của tôi? Sao mình cứ thấy choáng váng thế này? Bọn họ cho mình uống gì vậy? Cô ấy bị làm sao vậy? Cứu tôi với. Xin anh hãy cứu tôi. Coi kỹ người ở bên trong. Vâng, bên ngoài chẳng lẽ là người của Vương Tổng sao? Tiểu Lâm, thư ký của Thần Hiên. Mẫu hậu. Yêu nữ tế thiên, kỳ phúc nhân gian. Yêu nữ tế thiên, kỳ phúc nhân gian. Phụ vương, người mau cứu mẫu hậu đi. Bệ hạ thân là thiên tử, xin hãy giữ gìn đại cục, diệt trừ yêu nữ. Thần Hiên, thời khắc đã điểm, mau chóng hành hình. Phụ vương, mẫu hậu, Thần Hiên, đừng khó xử. Chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nữa. Thanh Nhi, ta nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc. Mẫu hậu. Mẫu hậu ơi, mẫu hậu, có phải người không cần mộ lê nữa không? Con về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ chăm học mà. Mẫu hậu, mộ lê rất nhớ người. Mộ lê, thật sự đã tìm được người rồi. Con tưởng con sẽ không bao giờ tìm được người nữa. Em trai này, chị có việc gấp, em tìm người khác chơi với em nhé. Người không nhớ con nữa sao? Chị biết rồi, em là diễn viên nhí trốn ra từ đoàn phim, có đúng không? Người quả nhiên không còn nhớ con nữa. Con của ý tư ngàn năm trước xuyên không đến tìm người đó. Tiêu rồi, ngọc bội biến mất tiêu rồi. Người xem, con còn có tín vật đây này. Trên đời sao lại có người mẹ như người chứ? Phụ hoàng hiện giờ không biết ra sao rồi. Lê Thanh, từ nay về sau gia đình ba người chúng ta đã trọn vẹn rồi. Thanh Nhi, ta nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc. Lê Thanh, Thần Tổng, tôi bị làm sao thế này? Sao cứ như mơ một giấc mơ dài vậy? Không dài sao được, anh hôn mê tận 7 ngày rồi. 7 ngày. Biệt thự Lê gia. Sao không thấy nữa vậy? Đó là di vật duy nhất mẹ để lại cho mình. Ngọc bội gia truyền của tôi đâu? Có phải để quên ở bệnh viện rồi không? Mày còn dám về đây? Lê Trình Phi, ba ruột của Lê Thanh. Ba dựa vào đâu mà đánh con? Dựa vào đâu sao? Cô suýt chút nữa làm Vương Tổng liệt nửa người rồi. Trực tiếp hại Lê gia chúng ta, suýt mất đơn hàng 2 triệu đó. Ba bị cô làm cho tức đến nỗi lên cơn đau tim. Có đứa con gái nào như cô không hả? Ba, con cũng là con gái của ba mà. Tại sao người lấy Vương Tổng lại là con? Ba làm vậy có thấy có lỗi với mẹ con không? Cô còn nhắc đến ả bệnh hoạn đó sao? Ba mẹ đoàn mạnh, tôi còn thấy xui xẻo. Tôi có gì phải có lỗi với cô ta chứ? Sao ba dám nói mẹ con như vậy? Cái ăn, cái mặc, chỗ ở của ba hiện tại, tất cả đều là do mẹ con để lại. Ba có được cuộc sống như bây giờ cũng đều là công lao của ba ấy. Được lắm, cô còn dám cãi lại tôi sao? Cô lập tức hút khỏi Lê gia cho tôi. Lão gia, mẹ của nó mất sớm, than thở vài câu cũng là chuyện thường tình. Bà thì là cái thá gì? Bà cũng có tư cách nhắc đến mẹ tôi sao? Nếu không phải năm đó bà xen vào tình cảm của ba mẹ tôi, thì mẹ tôi có bất ức mà bỏ mạng không? Tôi suýt quên mất, có người treo lên được cành cao thì cũng tưởng mình là chim yến vẫy đuôi muốn đi theo người ta. Cô câm miệng lại cho tôi. Hôm nay tôi phải dạy dỗ cô cho ra trò, cái đồ không có giáo dưỡng. Không được bắt nạt mẫu thân ta. Sao em lại tới đây? Thằng nhãi danh nào nữa vậy? Vừa nãy cháu nói cái gì? Mẫu hậu, cái đứa trẻ này chắc cũng 5-6 tuổi rồi. Nếu theo như tính toán, chắc là em có nó lúc còn đi học rồi. Chị đừng có ngậm máu phun người, tôi không hề biết thằng bé này. Mẫu hậu, người thật sự không nhớ nhi thần sao? Được lắm, cái mặt già này đã bị cô làm mất hết mặt mũi rồi. Nếu sớm biết như vậy, tôi thà đẻ quả trứng ra ăn còn được hơn. Bây giờ cô giải thích cho tôi đi, giải thích rõ ràng vào.
Không phải chứ, nhóc con, em rốt cuộc có thôi đi không hả? Em diễn kịch giết bị lậm sao? Con không diễn. Con chỉ nói sự thật thôi. Vậy ý của em là chị vô tình xuyên không đến thần quốc của ngàn năm trước, rồi sinh ra em ở thần quốc, sau đó lại bị lấy mạng. Chị lại xuyên không về hiện đại. Em vì quá nhớ chị nên đã cùng chị xuyên không đến hiện đại. Đúng vậy. Số điện thoại của ba mẹ em là gì? Chị bảo họ bây giờ đến đón em về nhà. Mẫu hậu vẫn không tin sao? Mẫu hậu nhìn đây, con cũng có tín vật nè. Mẫu hậu đã nhớ ra chưa? Không nhớ. Sao lại thế này? Nhóc con, chị nghiêm túc nói với em thêm lần cuối. Nếu em không nghe lời còn quậy phá nữa, chị sẽ bảo chú công an bắt em đó. Xem ra mẫu hậu thật sự không còn nhớ gì nữa. Nhưng lần này con đến đây có việc cần làm, nhất định không thể để mẫu hậu đuổi con đi đâu. Chị gái xinh đẹp, em sẽ không quậy phá nữa đâu. Chị đừng bảo chú công an bắt em đi nha. Nhóc con lanh lợi. Vậy chị sẽ tốt bụng kêu mang em vậy. Đi, theo chị tới bệnh viện. Phụ hoàng. Phụ hoàng cũng đến đây. Phụ hoàng. Phụ hoàng ơi, hình như đã gặp đứa trẻ này ở đâu rồi. Phụ hoàng ơi. Phụ hoàng. Mẫu hậu, người mau mở cái hộp này ra đi. Phụ hoàng ở bên trong đó. Chuyện gì vậy trời? Đầu óc đứa nhỏ này hình như hơi bất bình thường. Thằng bé có vấn đề về đầu óc. Chị đi làm chút việc, sẽ quay lại ngay, em ở đây đợi chị được không? Mẫu hậu, người không cần nhi thần nữa sao? Nếu em vẫn không ngoan ngoãn nghe lời, chị thật sự sẽ không cần em nữa. Xin chào, lúc nãy khi cô dọn giường, có thấy miếng ngọc bội hình bán nguyệt nào không? Không thấy. Kỳ lạ, rõ ràng vẫn luôn đeo trên người mà, sao lại mất rồi? Lẽ nào là đêm hôm đó ở bể bơi? Thật sự không thấy sao? Miếng ngọc bội đó cỡ này, ở khu vực hồ bơi. Xin lỗi, vừa nãy cũng có một anh đến hỏi rồi. Chúng tôi đã tìm khắp hồ bơi, thực sự không tìm được ngọc bội của hai người. Đó là ai vậy? Tôi xin anh đó, xin anh hãy giúp tôi với. Chẳng lẽ miếng ngọc bội bị mất có liên quan đến anh ấy? Thằng bé đâu rồi? Em vừa chạy đi đâu vậy? Sao không nói với chị một tiếng? Mẫu hậu, con vừa thấy phụ hoàng. Thần tổng, có một cô gái dẫn theo một đứa trẻ đến tìm ngọc bội. Quay xe. Đi nãy giờ, đói lắm rồi phải không? Được rồi, đủ rồi đó. Mẫu hậu, ăn thôi. Sao? Em biết chị thích ăn giấm vậy. Nhi thần là con của người, tất nhiên là biết sở thích của mẫu hậu rồi. Không thể nào. Chuyện này thật kỳ lạ. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Phải rồi. Vừa nãy em nói em đã thấy phụ hoàng. Phụ hoàng của em tên gì? Để chị tìm giúp em. Phụ hoàng tên là Thần Hiên. Thần Hiên sao? Sao nghe quen quen vậy ta? Thần tổng, đã xem camera rồi. Người tối qua đến tìm ngọc bội chính là cô gái này. Miếng ngọc bội đó cỡ này, ở khu vực hồ bơi. Chẳng lẽ miếng ngọc bội bị mất có liên quan đến cô ấy? Mẫu hậu, bên đó sao có nhiều người vậy? Em ăn no chưa? Chúng ta đi xem thử đi. Cho tôi qua một chút. Này bà cụ ơi, bà nội Thần Hiên. Bà sao vậy? Chân bà bị thương rồi. Alo, xe cấp cứu phải không? Cửa nhà hàng Lan Tục có một cụ bà bị thương. Này cô gái, tôi khuyên cô tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Lỡ bà cụ này lừa cô thì nửa đời sau của cô coi như xong. Phải đó, ai biết bà ta có phải đang giả vờ không? Bà ta có thể đang lừa cô đấy. Mấy người thấy khó không giúp thì thôi, còn đứng đó nói móc mỉa nữa. Có lòng tốt nhắc nhở cô đừng có mà không biết điều. Bà đừng lo lắng, xe cấp cứu sắp tới rồi. Bà ơi, cháu đã cầm máu cho bà rồi.
Tạm thời sẽ không sao đâu. Cảm ơn. Cảm ơn nhé. Bệnh viện Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam, bệnh nhân không có gì đáng ngại. Mấy ngày nay, đừng để bà cụ đụng nước. Ăn uống, thanh đạm một chút. Không hay rồi, thần tổng, lão phu nhân nhập viện rồi. Quay đầu xe, đến bệnh viện. Cảm ơn cô nhé, cô gái. Nếu không có hai người, thì bộ xương già này của tôi hôm nay tiêu đời rồi. Không sao đâu, đây là điều chúng cháu nên làm. Bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Đợi người nhà bà đến rồi chúng tôi sẽ đi. Nếu bà nội có mệnh hệ gì thì tất cả các người cút hết cho tôi. Đây là con trai cháu sao? Mới có bé tí mà đã giỏi vậy. Cháu là mẹ, dạy dỗ giỏi thật đấy. Bà hiểu lầm rồi, đứa nhỏ này. Bà bảo sao đứa nhỏ này trông lại thân thiết như thế. Nó giống cháu trai của bà, hồi nhỏ y như lúc ấy. Bà nội ơi. Bà nội, bà không sao chứ? Phụ hoàng, thật sự là người sao? Phụ hoàng, mẫu hậu, chúng ta tìm được phụ hoàng rồi. Hành chi cháu không thèm để ý đến mấy mối bà làm mai cho. Thì ra, cháu đã có con trai lớn thế này rồi. Cháu ngoan, gọi bà cố đi nào. Bà cố. Bà nội, cháu không quen thằng bé. Còn chối nữa. Đứa nhỏ này giống cháu hồi còn nhỏ, y như đúc. Chắc hẳn đây là cháu dâu bà rồi. Bà hiểu lầm rồi. Đứa nhỏ này cháu nhặt được. Anh trông kỹ con trai anh đi. Đừng để nó nhận mẹ tầm bậy nữa. Bà nội, cháu căn bản không hề biết cô ấy. Khoan đã. Bực thật, vẫn để cô ấy chạy mất rồi. May mà mình chạy lẹ, cuối cùng cũng tống khứ được cái của nợ này đi rồi. 8 giờ tối, khách sạn Lệ Hoa, tiệc chào đón tân chủ tịch. Cái ngày xui xẻo này, được ăn một bữa miễn phí, cũng coi như là an ủi phần nào. Đây chẳng phải là đại mỹ nhân của bộ phận chúng ta sao? Cả tuần nay sao không đi làm vậy? Tôi nhớ cô quá đi thôi. Mời anh tôn trọng một chút. Lê Thanh, cô có ý gì hả? Muốn làm tôi mất mặt trước mọi người phải không? Tôi nói cho cô biết, chuyện bị ổi mà cô làm, đừng tưởng cô không nói thì không ai biết. Anh nói rõ ràng ra xem nào, chuyện bị ổi gì của tôi? Khắp cả công ty này, ai mà không biết chứ? Cô, câu được trợ lý Lâm, cả tuần nay không đến công ty, chắc hẳn là muốn tranh thủ làm bồ nhí của cậu ta phải không? Anh giữ mồm miệng cho sạch sẽ chút đi. Tôi có thể làm chứng. Mọi người còn chưa biết đâu nhỉ, Lê Thanh mới 20 tuổi đâu mà đã có con riêng 6 tuổi rồi. Loại phụ nữ không biết điều như này sao lại vào được công ty chúng tôi vậy? Có cửa làm đồng nghiệp với chúng tôi sao? Đúng vậy. Có biết xấu hổ không vậy? Không nói được điều tốt thì tốt nhất là ngậm miệng lại đi. Yêu ngôn hoặc chúng lừa dối mọi người. Lê Thanh, con tiện tì này. Lê Thanh. Lê Thanh sao? Lê Thanh, cái tên này nghe hay thật. Thần tổng, chủ tịch. Chủ tịch anh sao vậy? Nhất định là mình đã bị cô ấy bỏ bùa mê rồi. Giữ cô ta lại cho tôi. Muốn làm gì hả? Thả tôi ra. Ngoan ngoãn chút đi. Ly rượu này, nếu hôm nay cô uống hết, tôi có thể tha thứ cho cô. Bộ chị bảo tôi thì tôi sẽ uống hả? Chị là cái thá gì chứ? Bắt cô ta há miệng ra cho tôi. Mau uống đi. Đồ đàn bà xấu xa, dám bắt nạt mẫu hậu của tôi. Chị Mạn. Thần tổng. Là tiểu thiếu gia. Sao em lại đến gây sự nữa vậy? Đừng nói bậy. Tôi không hề quen biết thằng bé đó. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Cậu đi kiểm tra xem khách mời đã đến đủ chưa. Vâng. Hay lắm. Lại là đứa con hoang này. Hôm nay tôi sẽ. Mọi người xem kìa. Vừa nãy còn chối mình chưa có con. Bây giờ thằng nhóc lại đến tận đây. Vậy ba của đứa trẻ đâu? Chẳng lẽ là. Đừng nói là. Không biết ba của đứa trẻ là ai chứ. Chẳng lẽ muốn tìm người có địa vị cao để làm ba cho đứa trẻ sao? Dám nói xấu mẫu hậu, các người sẽ phải tiêu đời. Tôi đang nghe cái gì vậy Lê Thanh?
Thằng bé này không những là đồ con hoang mồ côi ba, mà đầu óc còn không được bình thường lắm nhỉ. Cái thằng này đầy ai vậy hả? Miếng ngọc bội đó, trông quen quá. Em không sao chứ? Mấy người các cô sao lại đối xử với trẻ con như vậy hả? Không sợ quả báo sao? Đồ con hoang, muốn trách thì hãy trách. Mẹ mày quá là vô tích sự. Hai mẹ con cô quỳ xuống, dập đầu lại tôi ba cái. Tôi có thể bỏ qua chuyện hôm nay. Con đứng đó làm gì? Lên đi, con muốn tiền thưởng không hả? Dừng tay. Sự trạng yêu nghiệt. Dừng tay. Cảnh này sao có cảm giác quen quen thế nhỉ? Phụ hoàng, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Đây là ba của đứa con hoang này sao? Trông cũng được đấy chứ. Trông thì cũng được, chỉ tiếc là bị mù thôi. Ở nơi đông người như này lại hùa nhau bắt nạt đồng nghiệp. Này anh, anh mở mắt ra nhìn cho kỹ đây. Đây là vị hôn thê của Thần Hiên, người giàu nhất Giang Thành. Biết điều thì mau cút đi, bớt lo chuyện bao đồng. Sao tôi lại không biết? Từ khi nào thần tổng lại thích cái loại không ra gì này nhỉ? Anh nói ai không ra gì hả? Nói lại xem, chủ tịch mới sắp đến rồi, mấy người lại ở đây, ông sòm gì vậy hả? Anh chính là kẻ nắm quyền thứ hai trong công ty Tiêu Húc sao? Chính là tôi. Cậu là ai? Giám đốc Tiêu. Anh ta chính là tình nhân của Lê Thanh. Cả nhà ba người bọn họ xông vào bữa tiệc tối nay của chúng ta thì thôi đi. Anh xem sàn nhà này bị bọn họ làm bẩn hết cả rồi. Lát nữa chủ tịch mới nhìn thấy thì phải làm sao? Chủ tịch mới còn ít phút nữa là đến rồi. Lê Thanh, cả nhà ba người các cô mau quỳ xuống, lau sạch sàn nhà cho tôi. Nếu tôi không lau thì sao? Không muốn lau phải không? Không muốn lau cũng được. Cả nhà ba người, trong vòng 5 phút quỳ xuống đây, liếm sạch sàn nhà cho tôi. Được thôi, vậy tôi cho anh 5 phút. Tôi cũng muốn xem thử anh có thể làm gì được tôi. Vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ? Mấy người còn đứng đó làm gì? Bắt cậu ta quỳ xuống liếm sạch sẽ sàn nhà cho tôi. Trợ lý Lâm, sao cậu lại đến đây? Chút chuyện nhỏ này tôi đã xử lý xong rồi. Thần tổng, anh không sao chứ? Thần tổng sao? Xin thần tổng bớt giận. Thần tổng, đây chỉ là hiểu lầm, cút đi cho tôi. Nghĩ bản thân mình là ai, dám sỉ nhục thần tổng? Khoan đã, vừa rồi là những tên nào hò hét dữ nhất vậy? Thần tổng, chúng tôi biết lỗi rồi. Chúng tôi không biết, đó là con của cậu. Chúng tôi còn phải nuôi gia đình nữa. Thần tổng, tha cho chúng tôi đi. Thần tổng, xin hãy tha mạng. Đúng đó, trên có ba mẹ già, dưới có con thơ, đều không dễ dàng gì. Giám đốc Tiêu, buổi tiệc còn mấy phút nữa mới bắt đầu vậy. Vừa rồi anh nói sẽ xử lý sàn nhà này thế nào? Tôi sẽ đi gọi dì Lao Công đến dọn dẹp ngay, đảm bảo trong vòng 2 phút sẽ xong. Vừa rồi anh nói sàn nhà này có thể liếm sạch, tôi thấy ý kiến này không tồi. Tiểu Lâm, có tôi, cử người giám sát bọn họ, bảo giám đốc Tiêu dẫn thêm mấy người đến liếm sạch sàn nhà đi. Nếu còn sót lại một chút vết dầu mỡ, tất cả sẽ bị đuổi việc. Vâng. Anh Hiên, tôi vẫn luôn nghe chú thần nhắc đến anh, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Giám đốc Tiêu, ở đây còn một người này, dẫn cô ấy theo. Đông người thì sức mạnh lớn. Anh Hiên, tôi không có ý đó, còn không mau lại đây. Tôi nói tôi không có ý đó. Còn một phút, nhanh lên. Phụ hoàng uy vũ, đừng có gọi bậy. Hai người các cô đi theo tôi. Ba, em trai đã cho ba một đứa cháu trai đích tôn. Thần Hiên, cả hai chúng ta đều họ Thần, cớ gì cậu lại là người thừa kế? Ngọc bội này từ đâu ra? Là phụ hoàng đặc biệt tìm người chế tác đấy. Ngọc bội của ba người chúng ta hợp lại với nhau, vừa vặn tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh. Người nói như vậy gia đình ba người của chúng ta sẽ trọn vẹn, bất kể đi đến đâu, thấy ngọc bội này là có thể nhận ra đối phương. Thằng bé nói ngọc bội là do anh đặc biệt tìm người chế tác. Anh không nhớ sao? Cái đó, tôi nói bừa đấy. Nói đi, cô đã cho tôi uống thuốc mê gì? Thuốc mê gì chứ? Tôi không biết anh đang nói gì. Cô xông vào hồ bơi riêng của tôi, khiến tôi hôn mê 7 ngày. Bây giờ tôi vừa nhìn thấy mặt cô thì đầu óc toàn là những hình ảnh kỳ quái. Bây giờ lại còn dẫn theo một đứa trẻ đến tìm tôi. Cô muốn cái gì? Tiền hay là thân phận? Còn nữa, ngọc bội gia truyền của tôi cô giấu đi đâu rồi? Làm ơn, anh có bệnh thì đi khám não đi. Tôi cũng không quen biết đứa nhỏ này. Và lại tôi còn muốn hỏi anh đây,
Ngọc bội của tôi bị mất, có phải anh giở trò quỷ không? Tiêu rồi. Sự hiểu lầm giữa phụ hoàng và mẫu hậu ngày càng sâu sắc. Thời gian không chờ đợi ai, mình nhất định phải để hai người họ nhanh chóng làm lành. Còn biết ngọc bội của hai người ở đâu? Ngọc bội của hai người đã bị bỏ quên ở thời cổ đại, và hai người thật sự là phụ hoàng và mẫu hậu của con. Chính vì ngọc bội không ở bên cạnh nên mới không có ký ức thời cổ đại, suốt ngày cứ cổ đại cổ đại. Một cô gái bịt bợm lại còn dắt theo một tên bịt nhỏ. Em nghĩ anh sẽ tin lời em nói sao? Anh nói ai là bịt bợm hả? Cho dù hôm nay anh có giúp tôi giải vây, thì anh cũng không thể vu oan giá họa cho tôi như vậy. Bây giờ, ngay lập tức đưa con cô ra ngoài. Nếu không, cô sẽ cũng giống như đám người vừa rồi bị đuổi việc đó. Đưa đi thì đưa đi. Đi. Đến cả con mình cũng không nhận. Tôi thấy anh cũng không xứng làm ba. Mẫu hậu, bây giờ chúng ta đi đâu? Ba em không nhận em, còn có thể đi đâu nữa? Chỉ có thể đưa em về nhà chị trước đã. Đi thôi. Yêu nghiệt to gan, chưa đến gần ta. Bọn họ tại sao đều ở trong cái hộp này vậy? Đừng diễn nữa, mau lại ăn cơm. Mẫu hậu, người không có bạc để mua cơm ăn sao? Sao có thể cho con ăn thứ thức ăn thiêu thối này? Đây là bún ốc, em chưa ăn bao giờ sao? Nóng ngửi thì thối mà ăn thì thơm. Em thử xem. Thế nào? Quả nhiên rất ngon. Đúng chứ? Đúng rồi. Em sau này có thể đừng xưng hô là nhi thần mẫu hậu được không? Thời hiện đại chúng ta đều gọi là mẹ đó. Mẹ? Cái gì mà hiện đại cổ đại chứ? Mình cũng bị tiểu quỷ này lừa rồi. Này, nhìn đây. Đứa nhỏ này quả thật trông rất giống mình. Nói cũng đâu ra đấy. Chẳng lẽ những gì đó nói đều là thật? Vậy thì quá sàn rồi. Mẫu hậu, cái đồ nhỏ này lại thần kỳ đến vậy. Người có thể dạy con không? Em ăn cơm cho đàng hoàng. Ăn xong thì đi ngủ ngay. Sáng mai đưa em đi gặp bà cố. Ba. Con, sao con có thể đưa người đàn bà này về nhà? Con muốn chọc tức ba phải không? Bà nội muốn gặp đứa nhỏ, nên con đưa Lê Thanh và đứa nhỏ về thăm bà. Bà nội gặp cháu được mà. Nhưng người đàn bà này thì không cần thiết phải mang về nhà. Mạn Mạn mới là đối tượng kết hôn của con. Sau này con đừng có dây dưa với mấy loại đàn bà lăng nhăng này nữa. Ba, đối tượng kết hôn mà ba tìm cho con, chuyện cô ta bắt nạt người khác ở công ty, ba có biết không? Chú, không phải như vậy đâu. Chuyện này ba biết từ lâu rồi. Cũng là do con hồ ly tinh này cho con uống bộ mê thuốc lú, đúng không? Ba hiểu Mạn Mạn mà. Con bé không thể nào làm chuyện như vậy được. Ba đã điều Mạn Mạn về công ty rồi. Sau này trong công việc, con phải chăm sóc Mạn Mạn cho tốt. Đừng để con bé bị người ta bắt nạt nữa. Ông già hung dữ là à phụ nữ xấu xa này bắt nạt mẫu hậu của cháu mới đúng. Con xem đứa nhỏ này bị cô ta dạy hư thành cái dạng gì rồi. Chuyện hôn sự của con và Mạn Mạn phải được đưa vào lịch trình. Cưới càng sớm càng tốt. Tôi không đồng ý. Bà cố, cháu của tôi đương nhiên là phải theo mẹ ruột của nó. Mẹ, người đàn bà này không phải người tốt lành gì. Giao con cho cô ta dạy dỗ, sao có thể yên tâm được? Mạn Mạn thì khác. Phẩm hạnh đoan chính, lại còn lễ phép. Quan trọng là trước đây con cứu mạng con nữa. Tôi đi vệ sinh một lát. Lê Thanh, dừng tay. Dừng tay lại. Lê Thanh, cô tỉnh táo lại đi.
Thần Hiên và cô vốn là người của hai thế giới. Tránh ra, tôi không muốn dây dưa với loại người như chị, lãng phí thời gian. Lê Mạn, chị phát điên cái gì vậy? Lê Thanh, cô tốt nhất là cất mấy cái tâm tư đó đi. Muốn tranh giành đàn ông với tôi, cô không xứng. Trang điểm tỉ mỉ như vậy là muốn đi câu dẫn A Hiên sao? Lê Mạn, cho dù không có tôi, Thần Hiên cũng sẽ không thích loại người như chị. Mấy trò vặt vãnh của chị đừng tưởng Thần Hiên không nhìn ra. Tôi thật sự đã đánh giá thấp cô rồi. Nói, cô là từ khi nào câu dẫn Thần Hiên hả? Đứa nhỏ đó có phải con của các người không? Chuyện này thì liên quan gì đến chị? Không ngờ cô lại có dạ tâm lớn đến vậy. Muốn tranh với tôi trước thần phu nhân của thần gia sao? Nói cho cô biết, đừng hòng. Lê Mạn, đừng tưởng ai cũng giống như chị. Chị muốn bám víu quyền thế, đừng quên thân phận của mình. Chị mãi mãi chỉ là đứa con hoang không dám lộ diện thôi. Câm miệng, Lê Thanh. Còn những chuyện ghê tởm chị làm nữa, nếu Thần Hiên biết được, chị nghĩ anh ấy sẽ nhìn chị thế nào? Tôi đã bảo cô câm miệng rồi, đến lúc đó chẳng phải vẫn bị đuổi ra khỏi thần gia sao? Chỉ có thể cùng với người mẹ tiểu tam, kẻ phá hoại gia đình người khác, nương tựa lẫn nhau mà sống. Vậy thì cô nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chị xịt cái gì vào tôi vậy? Cô biết mà, tôi là người như vậy đấy, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Thần Hiên, cứu tôi. Cô nên mừng vì đây là ở thần gia. Hôm nay chỉ cho cô một bài học nhỏ thôi. Mộ Lê là chị nè. Mộ Lê, hôm đó là chị vô ý làm em bị thương, em có thể tha thứ cho chị không? Khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta, tôi không thể gọi cô là chị được. Vậy chị là mẹ của em nhé. Sau này em gọi chị là mẹ có được không? Tôi không cần đâu, tôi có mẫu hậu của mình rồi. Mộ Lê, em nghe chị nói này, sau này chị sẽ ngày ngày dẫn em đi công viên giải trí, mỗi ngày dẫn em đi ăn ngon, được không? Thả tôi ra. Cô không thả tôi ra, tôi sẽ gọi người đó. Phụ hoàng, mẫu hậu, cứu con với. Phụ hoàng, đứa nhỏ do người đó sinh ra, quả nhiên không biết điều. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Phụ hoàng, mẫu hậu, cứu con với. Mộ Lê, Lê Thanh. Mộ Lê, Mộ Lê, Lê Thanh. Mộ Lê, Lê Thanh, Lê Thanh. Lê Thanh, Lê Thanh, cô có trong đó không? Lê Thanh, 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 mau tỉnh dậy. Lê Thanh, Lê Thanh, Lê Thanh, Lê Thanh, mau tỉnh dậy đi. Lê Thanh, dậy thôi. Không dậy. Dậy mau. Dậy nào, ôm một cái. Ôm. Thần Hiên, tôi đây. Chuyện gì vậy? Mạn Mạn này mới là đối tượng kết hôn của con. Sau này con đừng có dây dưa với những người đàn bà không ra gì này nữa. Lê Thanh, cô không tin tôi hay là cô nghĩ tôi sẽ không tin những lời cô nói? Thần Tổng sắp kết hôn rồi, tốt nhất là nên tránh xa loại đàn bà không ra gì như tôi đi. Cô vội vàng phủi sạch quan hệ với tôi như vậy,
là đến cả con ruột của mình cũng không cần nữa sao? Quan hệ ruột thịt sao? Tôi biết mọi chuyện rất khó để giải thích, nhưng chúng ta thật sự có liên quan đến nhau. Sao có thể như vậy được? Thật lòng mà nói, tôi cũng thấy rất hoang đường. Nhưng đó là sự thật. Mọi điều Mộ Lê nói đều là sự thật. Mộ Lê đâu rồi? Tôi cũng vừa tìm thằng bé. Tiêu rồi. Thế nào rồi? Đều tại tôi không tin lời thằng bé nói. Thằng bé không lẽ bị lạc rồi sao? Bây giờ trời sắp tối rồi, nó có thể đi đâu được chứ? Đừng lo, tôi đã cho người đi tìm rồi. Nhưng chúng ta đã tìm khắp nơi rồi. Chỗ này diện tích khá lớn, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng hoảng. Kia là cái gì vậy? Là giày của Mộ Lê. Thằng bé gặp nguy hiểm rồi. Làm sao bây giờ? Mộ Lê còn nhỏ như vậy, sẽ không đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Không sao cả. Phụ hoàng, người đến rồi. Chỉ cần hai người có thể quay lại với nhau, dù không nhớ nhi thần cũng không sao. Phụ hoàng, mẫu hậu. Mộ Lê. Không được bắt nạt mẫu hậu của ta. Dám nói xấu mẫu hậu, mấy người sẽ phải tiêu đời. Mẫu hậu gặp ác mộng rồi. Mẫu hậu, người sao vậy? Bài hát du con vừa hát lúc nãy, có phải là mẹ dạy con không? Mẫu hậu, cuối cùng người cũng nhớ ra rồi. Con cứ tưởng người quên mất con rồi, muốn bỏ rơi con. Mộ Lê, mẹ xin lỗi con, là mẹ không tốt, hại con suýt mất mạng. Xin lỗi con. Mẫu hậu, người quên rồi sao? Nhi thần bơi rất giỏi đó, chỉ là lần này, chỉ là không có nhiều thời gian. Sức khỏe của con ở đây càng ngày càng suy yếu. Chỉ là gì? Chỉ là nước trong hồ lạnh quá, con hơi cảm lạnh rồi. Mộ Lê. Phụ hoàng. Mộ Lê, sao con lại rơi xuống nước vậy? Là ả đàn bà xấu xa kia cứ muốn làm mẹ của con, con không đồng ý nên liền muốn hại con. Lại là Lê Mạn. Chuyện này giao cho tôi xử lý. Nếu như cô đã chấp nhận Mộ Lê rồi, thì ở lại đây đi. Tôi. Mộ Lê cần cô. Mẫu hậu, ở lại đi. Mộ Lê không muốn rời xa mẫu hậu nữa đâu. Được thôi, vẫn còn gọi mẫu hậu sao? Sau này nên gọi là gì nhỉ? Gọi là mẹ hả? Đúng rồi. Vậy còn ba thì sao? Nên gọi là gì nhỉ? Ba ơi. Thần Hiên, chú thần bảo tôi ở lại đây với anh.
Thần tổng, sao anh lại đến đây? Mộ Lê cứ nằng nặc đòi đợi cô cùng xuống. Dọn dẹp gần xong rồi thì xuống thôi. Đây, tôi giúp cô. Mấy chuyện nhỏ này không cần phiền thần tổng đâu. Vẫn gọi là thần tổng sao? Vậy anh muốn tôi gọi anh là gì? Dĩ nhiên gọi là chồng ơi rồi. Mẹ trước đây vẫn luôn gọi ba như vậy mà. Mẹ ơi, có phải mẹ ngại không dám gọi ba như trước phải không? Không sao, chỉ có con biết thôi. Vậy thôi tôi xuống lầu ăn cơm trước. Mẹ ơi, ba với mẹ vẫn còn ngủ riêng. Vậy không được, mình phải ra tay thôi. Như vậy, ba với mẹ sẽ có thể ngủ cùng nhau rồi. Mộ Lê, đang lén lút làm gì thế? Muốn gì hả? Mẹ ơi. Ba. Ba có việc tìm mẹ đó. Việc gì vậy? Không biết, hình như là việc rất quan trọng. Lê Thanh, sao cô lại ở đây? Anh tìm tôi có việc gì? Thần Mộ Lê. Cái gì? Thần Mộ Lê, mau mở cửa ra. Ba với mẹ, ngủ ngon nhé, ngủ ngon nhé. Thần Mộ Lê mở cửa ra đi. Đừng có giở trò. Tôi đi tắm trước đây. Không biết khi nào anh ấy tắm xong. Mùi vị của ly nước này sao nó kỳ kỳ vậy? Mình đang nằm mơ sao? Giấc mơ này giống y như thật vậy. Cái gì đang đập thình thịch thế? Lê Thanh. Thần Hiên. Cô uống rượu hả? Rượu sao? Tôi có uống rượu đâu. Tôi biết tiểu lượng của mình mà. Chỉ uống có hai hớp thôi. Ngồi xuống trước đã. Ai để rượu trong phòng tôi vậy? Thần Hiên, tôi sợ lắm. Đừng sợ, có tôi ở đây. Tối nay cô cứ nghỉ ở đây đi, tôi ngủ sofa. Nào. Tôi đi rót cho cô ly nước. Đừng đi. Cái này, đây là nụ hôn đầu của tôi đó. Phụ nữ uống rượu vào đều khỏe như vậy sao? Nói cô ngốc, hóa ra cô ngốc thật. Nụ hôn đầu của cô lần trước đã bị tôi lấy mất rồi.
mình quả nhiên là thần đông mà. Nhưng mà thứ này thật sự có thể khiến người ta ngủ say như vậy sao? Ba ơi, mẹ ơi, Mộ Lê, con tỉnh rồi. Con có biết mọi người lo lắng cho con lắm không? Con đã ngủ cả ngày rồi đấy. Sau này đừng có tham ăn nữa. Thằng nhóc này láo cá thật. Ai cho phép con uống rượu vậy? Con không có. Rõ ràng là con không uống đồ trong cái bình kia. Chẳng lẽ là... Con chỉ tò mò nên thử một chút thôi. Sau này không được uống nữa, nghe chưa? Ba ơi, ba bệnh rồi. Ba, có lẽ là do tắm nước lạnh cả đêm. Mộ Lê, sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa, có biết chưa? Con đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa. Nhưng có thể nào đồng ý với con một nguyện vọng nhỏ được không? Nguyện vọng gì? Đồ con gái bất hiếu, mau cút về đây cho tôi. Nếu không, tôi sẽ vứt hủ cho cốt của mẹ cô đi đó. Lê Trình Phi, ông đang giở trò quỷ quái gì vậy? Ông để cho cốt của mẹ tôi ở đâu? Tôi hỏi ông đấy, để cho cốt của mẹ tôi ở đâu hả? Con bé này, sao vừa về nhà đã nổi giận rồi vậy? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không được sao? Đây chính là Tiểu Thanh nhà chúng tôi. Trước đây hai người đã gặp nhau rồi. Mặc dù trước đây cô ấy từng đánh tôi, nhưng nếu sau này một lòng một dạ ở bên tôi cũng không chấp nhận chuyện cũ. Thật ra tôi thích cái tính khí này của cô ấy. Như vậy là sao? Lê Trình Phi, ông đã bán đứng tôi một lần, còn muốn bán đứng tôi lần thứ hai. Tôi nói cho ông biết, không thể nào. Sao con nói chuyện với người lớn như vậy? Người ta là Vương Tổng yêu thương con, còn đặc biệt sắp xếp cho mẹ con một phần mộ sang trọng đó. Sao con lại không biết điều như vậy hả? Phải đó em gái, sao em có thể nói chuyện với ba như vậy? Ba cũng là vì muốn tốt cho em, tốt cho tôi hả? Vậy sao bây giờ ông ta lại không muốn tốt cho chị đi? Lê Mạn, chị nghĩ ai cũng ngốc vậy sao? Ba nói cho con biết, ba không thương lượng với con. Hôm nay hôn sự của con và Vương Tổng cứ quyết định vậy đi. Vậy tôi cũng nói cho ông biết, tôi không gả. Muốn gả thì tự ông gả đi. Thôi được rồi, cô ấy đã không muốn gả thì thôi. Nợ bao nhiêu tiền trả bấy nhiêu là được. Này Vương Tổng, con bé không hiểu chuyện, anh đợi chút. Cậu làm gì thế? Vương Tổng, anh cứ về lo chuyện hôn sự đi. Tiểu Thanh, đến lúc đó nhất định sẽ đến. Tỉnh rồi sao? Hai người là đồ độc ác, cấu kết với nhau. Mau thả tôi ra, chúng tôi dù có thế nào cũng tốt hơn cô chưa cưới mà đã có con. Cô tính dùng đứa bé để tranh giành vị trí của Tiểu Mạn sao? Cô nằm mơ đi. May mà Vương Tổng hiện vẫn chưa biết cô đã có con. Nếu không thì ông ấy sẽ bỏ ra số tiền lớn để cưới cô sao? Cô đoán xem, nếu Thần Hiên biết được cô gả cho Vương Tổng, anh ấy sẽ tức giận đến mức nào? Như vậy tôi có thể đường hoàng gả vào Thần gia, làm mẹ kế mới của Thần Mộ Lê. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với nó. Mẹ con hai người chỉ thích làm mẹ kế người khác nhỉ? Nếu hai người chỉ thích xài đồ thừa vậy, tôi nhường cho đấy. Chỉ sợ đến lúc đó vẫn bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Câm miệng. Bây giờ cô có hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn kết hôn với Vương Tổng. Hai là bây giờ tôi sẽ gọi Vương Tổng vào đây, cho hai người được tận hưởng thế giới chỉ có hai người. Cho cô cơ hội rồi đó, cô tự chọn đi. Nếu kết hôn với Vương Tổng,
biết đâu tìm được cơ hội nhờ Thần Hiên cứu mình. Tôi đồng ý gả cho Vương tổng, thế này mới phải chứ. Lê Thanh, cả đời này cô đừng hòng đấu lại tôi, hơn nữa cũng đừng hòng Thần Hiên sẽ đến cứu cô. Điện thoại của cô đã bị ném xuống sông rồi, sẽ không ai tìm thấy cô đâu. Cứ ngồi ở đó đi. Ba, mẹ cả đêm không về, nhất định là có chuyện rồi. Chúng ta mau đi tìm mẹ thôi. Trợ lý Lâm, nếu cậu còn không tìm được vị trí của phu nhân thì cậu cuốn gói xéo cho tôi. Đi. Vương tổng, ông thật là có phúc khí. Nghe nói ai nữa Lê Gia vừa mới tốt nghiệp đại học, xinh đẹp tuyệt trần. Đó cũng là nhờ Vương tổng chúng ta tuấn tú, tài giỏi. Với tiểu thư của Lê Gia mới thật là trai tài gái sắc. Đúng vậy, cô dâu đến rồi. Anh Vương Cương, xin hỏi anh có đồng ý cưới cô Lê Thanh bên cạnh mình làm vợ, dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó? Tôi đồng ý. Lại đây, nhanh lên. Cô Lê Thanh, cô có đồng ý gả cho anh Vương Cương đứng bên cạnh cô, dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, đều không rời bỏ hay không? Sẽ không có chuyện gì đâu. Thần Hiên, giữa chúng ta thật sự phải kết thúc rồi sao? Tiểu Thanh, mình chẳng qua chỉ là đứa con gái bị Lê Gia vứt bỏ, vốn dĩ không xứng với Thần Hiên. Có lẽ đây chính là số mệnh của mình. Tiếp tục hỏi, cô Lê Thanh, cô có đồng ý không? Tôi đồng, cô ấy không đồng ý. Thần Hiên, mẹ, con và ba đến cứu mẹ đây. Thần Hiên, ai đây? Dám đến hôn lễ của Lê Gia và Vương Gia để gây rối? Đúng đó. Kỳ lạ thật. Cậu dám gả đứa con gái có con hoang cho tôi? Cậu giỏi thật. Vương tổng, nghe tôi, nghe tôi giải thích. Tôi nói cho cậu biết, chuyện hôm nay con gái cậu tôi cũng muốn. 40 triệu cậu nợ tôi cũng phải trả. Cậu là ai? Dám gây rối ở địa bàn của tôi? Người đâu, đuổi bọn chúng ra ngoài cho tôi. Vương tổng, đây chính là Thần tổng. Cậu nói đây là chủ tịch của tập đoàn Thần Thị sao? Cậu là tên bịt bợm. Cậu bán con gái của mình cho tôi, chính là một màn kịch cậu bày ra. Cậu thật sự nghĩ con gái cậu là thứ tốt lành gì sao? Cậu thì là cái thá gì, dám cướp dâu ngay trong hôn lễ của Vương Cương tôi? Rút vốn, hủy bỏ hợp tác với Vương Thị. Cái đầu không biết tốt xấu này, cậu diễn trò với tôi đấy sao? Người đâu, lôi chúng nó ra ngoài đánh một trận cho tôi. Còn cô nữa, Lê Gia làm tôi mất mặt trước mọi người, xem tôi về có sự cô không? Gan to thật. Cậu làm lỡ việc tôi cưới vợ. Đợi đấy.
Alo, làm phiền tôi làm gì? Đang bận cưới vợ đây. Cái gì? Thần thị rút vốn rồi. Thật sự là thần tổng sao? Không phải, thần tổng. Tất cả đều là do ba của Lê Tiểu Thư, ông già đó. Để bù đắp nợ nần của công ty, đánh con gái mình ngất xỉu, rồi đưa cho tôi. Thần tổng, nếu tôi biết quan hệ của cậu với cô ấy, tôi cũng sẽ không cưới cô ấy đâu. Thần tổng, cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội. Cút xéo. Được, tôi đi trước đây. Hãy đợi đấy. Kể từ hôm nay, kẻ nào hợp tác với Lê Thị chính là đối đầu với thần thị của tôi. Không. Thần tổng, cậu hãy nghe tôi giải thích đã. Thần tổng, chuyện là Tiểu Thanh, nó là người của Lê gia chúng tôi đó. Mạn mạn nhà tôi còn từng cứu lão gia từ đó. Người nhà chính là công cụ giúp mấy người kiếm tiền sao? Tiểu Thanh, con nói gì đi chứ? Nói gì? Tôi nói gì chứ? Có những lời, một khi tôi nói ra, các người e là còn thê thảm hơn bây giờ. Em gái, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, em nói chuyện đâu cần phải ép người ta như vậy chứ. Người một nhà. Lúc các người lấy mẹ tôi ra để uy hiếp tôi, đánh tôi bất tỉnh, ép tôi cưới người khác, có nghĩ đến hai chữ người nhà không? Lê Trình Phi, hôm nay tôi đứng trước mặt bao người, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt với ông. Lê Thanh tôi, từ nay không còn cha nữa. Chúng ta đi. Chờ đã. Hôm nay mọi người đã có mặt đông đủ, vậy thì tôi sẽ long trọng tuyên bố một chuyện. Từ hôm nay, Lê Thanh chính là phu nhân chủ tịch Thần Thị, mẹ của con trai tôi, Thần Mộ Lê, vợ của Thần Hiên tôi. Ai mà đối đầu với cô ấy chính là đối đầu với Thần Thị chúng tôi. Ngoài ra, hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức tại cung điện sang trọng nhất Giang Thành. Tôi muốn rước cô ấy về nhà một cách long trọng. Hoan nghênh các vị khách quý đến chứng kiến. Lại đây con trai. Chúng ta đi thôi. Hôm nay chúng ta về nhà tôi trước. Chuyện ba tôi, tôi sẽ giải quyết. Cô đừng lo. Còn nữa, mộ phần của mẹ cô tôi cũng chọn lại xong rồi, sẽ không ai đến quấy rầy bà ấy nữa đâu. Thần Hiên, cảm ơn anh. Cô sao vậy? Tôi bị họ hạ thuốc. Họ muốn tôi và Vương Tổng. Ba mẹ, hai người đang làm gì vậy? Mẹ, sao mặt mẹ đỏ vậy? Đâu có đâu. Nhóc con này, con phá hỏng chuyện tốt của ba con rồi. Cái đồng hồ báo thức này sao không kêu vậy chứ? Phu nhân, buổi sáng tốt lành. Chúc phu nhân đi làm vui vẻ. Sao anh lại làm ầm ĩ lên vậy? Đưa em đi làm chứ gì nữa. Nào, mời phu nhân lên xe. Có thể kín đáo chút không? Em không muốn đồng nghiệp trong công ty biết quan hệ của chúng ta. Tiện đường đưa em đi làm cũng không được sao? Chồng nhà ai bình thường? Tiện đường mà lôi ra một chiếc xe sang trọng, bản giới hạn toàn cầu ra đi chứ. Với lại, em có xe riêng của mình rồi, anh không cần lo lắng vớ vẩn nữa đâu. Xe riêng sao? Em đi trước đây. Hơn nữa, trước đó tôi còn nghe được là chủ tịch gọi cô ấy là con dâu. Nói nhỏ thôi, hồ ly tinh chuyên tranh giành làm. Thiếu phu nhân tới rồi. Hai người đang tán gẫu gì thế? Chị Mạn, chị đến rồi. Nói bậy bạ gì thế? Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải đổi cách gọi, thành Thần phu nhân. Thần phu nhân? Chẳng lẽ bọn họ lại tưởng mình là thiếu phu nhân của Thần thị sao? Thần phu nhân? Chẳng lẽ bọn họ tưởng Thần Hiên muốn cưới Lê Mạn sao? Thật là buồn cười. Chuyện này, tôi mong mọi người giữ kín chút, đừng vì thân phận của tôi mà làm khác. Bọn tôi biết mà. Đây không phải là bảo vật đặc biệt của thần tổng tại buổi đấu giá ở Anh vào tuần trước sao? Đeo lên tay phu nhân nhanh vậy chứ.
Cậu nghĩ gì vậy? Đây là thiếu phu nhân đó. Cái áo và túi xách này đều là hàng cao cấp của tuần lễ thời trang phải không? Phụ kiện trên người đều được làm bằng vàng ròng. Phu nhân, khí chất của chị làm cho bộ đồ càng thêm đẹp đó. Những thứ này chỉ cần anh ấy thấy là anh ấy mua về tặng tôi thôi. Lê Thanh, cô làm gì thế? Móc khóa của tôi là nam châm. Sao nó lại bị hút vào vàng của chị thế này? Vậy tôi phải về mạ vàng một lớp cho nó mới được. Để ra ngoài còn được coi là hàng cao cấp. Cô, hàng cao cấp của chị mạn là giả. Chắc là vừa nãy chúng tôi nhớ nhầm. Cái được làm bằng vàng ròng là một mẫu khác. Thần phu nhân sao có thể mua hàng giả chứ? Các cô biết rõ mọi chuyện chưa mà gọi chị ta là thần phu nhân thế? Nếu chị ấy không phải thần phu nhân, chẳng lẽ thần phu nhân là cái đồ nhà quê đi xe máy điện đi làm như cô sao? Lê Thanh, tôi thấy hình như cô đang ghen tị. Dù sao thì trước đây cô còn cố tình dẫn theo con để đụng phải thần tổng. Các cô có ngửi thấy mùi gì không? Hóa ra là mùi hương yêu mị trên người hồ ly tinh. Sao anh lại tới đây? Có người làm việc quên cả mạng kia. Vậy chẳng phải anh nên chăm sóc em chu đáo sao? Em làm xong mấy việc này đã. Anh về văn phòng trước đi. Người ta nhìn kìa. Ngắm phu nhân của anh cũng không được sao? Em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu. Nói lại lần nữa coi, em nói gì cơ? Lê Thanh, hồ ly tinh nhà cô. Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Lê Thanh là... Lê Thanh là người tôi rất coi trọng. Những công việc cơ bản này không thích hợp với cô ấy. Tôi thấy cô khá rảnh rỗi. Số việc còn lại giao cho cô. Thần tổng tôi, còn em, công việc bây giờ là cùng anh ăn cơm đi thôi. Phu nhân, giờ này còn tăng ca sao? Đây là công việc của bộ phận tụi em. Đây là đơn hàng lớn. Nắm được nó, công ty chúng ta sau này sẽ vang danh thiên hạ. Vậy anh chờ mở tiệc ăn mừng cho em đó. Lại đây. Thế lực như thế nào? Rất tốt. Quá tốt. Chẳng phải nên thưởng chút gì sao? Khích lệ một chút. Lại đây. Thằng nhóc này, sao lại xuất quỷ nhập thần thế hả? Thằng nhóc này ra đây. Sao lại chui vào đó? Vậy thì anh và con về nhà trước đợi em nhé. Đảm bảo không phụ lòng mong đợi của anh. Đi thôi. Tập đoàn Thế Hoành đối với phương án của chúng ta rất hài lòng. Thần tổng đã tổ chức cho mọi người một hoạt động mừng công, đó là đi nghỉ dưỡng tại khu nghỉ mát riêng của thần thị. Đến lúc đó sẽ khen thưởng người phụ trách phương án lần này. Tốt quá. Tuyệt quá. Phương án của mình được chọn rồi. Vậy chúng ta đi chuẩn bị lễ phục cần thiết cho buổi tiệc chứ? Buổi tiệc cần mặc lễ phục. Váy này rất hợp với em. Anh đi nhanh đi, chúng ta không thể vào cùng nhau. Được. Trời ơi, Lê Thanh này gan cũng lớn quá nhỉ. Chẳng lẽ cô ta thật sự có gì với chủ tịch? Lê Thanh, cô vậy mà dám ở trong hội trường ăn mặc như thế này. Làm gì, muốn nổi bật hả? Đúng vậy. Rõ ràng biết chúng ta phải bắn tên trước nên cố ý mặc vậy mà. Thật là chướng mắt. Thật là tăng ca đến nỗi đầu óc hỏng hết rồi. Lại đi tin lời lên mạng. Thần Hiên cũng vậy. Sao cũng không nhắc nhở mình. Lê Thanh, lề mề cái gì thế? Mau đi chuẩn bị đồ cho phu nhân dùng. Cô Lanh vậy? Sao không tự đi? Cô nói ai Lanh? Cô đừng kích động. Tôi tận mắt thấy thần tổng đưa cô ta đến. Còn hôn tạm biệt nữa chứ? Chúng ta nhận nhầm rồi đó. Nhầm lẫn gì chứ? Sự sủng ái của thần tổng dành cho phu nhân ai cũng thấy rõ, sao lại nhầm lẫn được? Tránh ra.
Hôm nay tôi phải thay phu nhân dạy cô một bài học. Làm ầm ĩ gì thế? Chủ tịch đến rồi kìa. Tài bắn cung của tôi là do chú thần dạy. Lê Thanh, cô mặc bộ đồ này mà bắn cung được sao? Xin lỗi, tôi nhất thời muốn hỏi cô, có biết bắn cung không vậy? Phu nhân đừng làm khó cô ấy. Nhìn trên tay cô ta, đừng nói đến bắn cung, chắc là kéo cung cũng không nổi đâu. Không phải cứ cầm cung kéo là bắn trúng được đâu. Lê Thanh, chẳng lẽ cô không biết bắn cung nên cố tình ăn mặc thế này? Ai nói cô ấy không biết bắn cung? Sao thần tổng cũng ăn mặc thế này đến đây? Cô bớt nói vài câu đi. Cảm ơn thần tổng đã dạy tôi bắn cung. Hay là anh cũng dạy các đồng nghiệp khác đi. Đúng vậy, thần tổng, anh cũng chỉ dạy chúng tôi với. Đúng vậy, thần tổng. Sự thành công của bản kế hoạch lần này không thể tách rời khỏi nỗ lực của một vị đồng nghiệp. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay chúc mừng cô ấy, nhận phần thưởng từ thần tổng. Hãy chào đón Lê Mạn. Đợi đã, thần tổng nhất định đã chuẩn bị cho phu nhân một màn lãng mạn thật ngọt ngào. Cô chắc chắn bản kế hoạch này là do cô làm chứ? Thần tổng, tôi, thần tổng, chuyện là như vậy, cái này đúng là do cô ấy làm. Khoảng thời gian này thật sự vất vả cho cô rồi, cô tận mắt chứng kiến sao? Lê Thanh, em lên đây. Theo tôi được biết, bản kế hoạch này là do Lê Thanh tự mình hoàn thành. Anh không thể chỉ nghe lời Lê Thanh nói một phía được. Dù sao chúng ta ở đây, không ai có thể chứng minh là do cô ta tự tay hoàn thành. Bản kế hoạch này, tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy hoàn thành. Thần tổng dựa vào đâu mà làm chứng cho cô ta? Không tin tưởng phu nhân của mình, lại đi tin tưởng một người ngoài. Bởi vì Lê Thanh mới là phu nhân chính thức của tôi. Không thể nào, phu nhân chẳng phải là phó giám đốc Lê Mạn sao? Sao lại là cô ta? Thần tổng, đều tại cô ta, đều là cô ta lừa gạt chúng tôi. Phải đó, nhất là cái vòng tay đó, không phải thần thị vừa mới đấu giá được sao? Hay là phó giám đốc Lê, cô tự mình nói xem. Mạn Mạn, chú biết cháu chịu uất ức rồi. Chú đã chuẩn bị một ít quà, lát nữa sẽ tới. Cháu yên tâm, chú sẽ không để người phụ nữ đó bước vào cửa đâu. Thần thị không chứa chấp được loại người nói dối đủ đường như cô, càng không chứa chấp được đám thấy gió đổi chiều như các người. Từ bây giờ trở đi, tất cả các người đều bị sa thải. Thần tổng, phu nhân, xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội. Thần tổng, Lê Thanh, chuyện này chưa xong đâu. Thần Hiên, hôm nay cảm ơn anh đã giúp em. Vậy em muốn cảm ơn anh thế nào? Mộ Lê, con nhỏ xíu, suốt ngày nghĩ lung tung. Những gì ba và mẹ con làm đều là chuyện đàng hoàng. Đừng nghe ba con. Nói cho mẹ nghe con khó chịu ở đâu. Cơ thể mình ngày càng yếu đi. Tình cảm của ba và mẹ mới vừa tốt lên. Mình không thể để họ lo lắng cho mình. Mẫu hậu, con không sao. Có lẽ trong phòng hơi nóng. Cái bóng đèn nhỏ. Alo, thần tổng, lão gia gặp tai nạn xe hơi rồi, mất máu quá nhiều, hiện tại phải phẫu thuật ngay.
Cái gì? Tiểu Lâm, tai nạn xe hơi là sao? Vẫn đang điều tra. Gia đình của Thần Hoa đâu? Tôi. Ông ấy hiện đang cần truyền máu, lấy của tôi. Tôi là con trai của ông ấy. Không thể truyền máu giữa những người thân trực hệ. Hơn nữa ông ấy lại là nhóm máu gấu trúc. Hiện tại máu trong ngân hàng máu rất ít. Tôi đây, lấy của tôi. Bác sĩ ơi, ba tôi thế nào rồi? Đừng lo lắng, đã qua cơn nguy kịch rồi. Lê Thanh, Hứa Chiêu, Lê Thanh, từ khi dọn nhà lúc nhỏ, tôi tìm cậu khắp nơi. Mấy năm nay cậu sống thế nào? Tôi thật sự rất nhớ cậu. Này, làm phiền cậu quan tâm rồi. Thành Nhi hiện tại sống rất tốt. Tôi là người yêu của cô ấy. Cháu là con trai của họ. Rất vui được biết chú. Cậu sống tốt là tôi yên tâm rồi. Ông nội, xuống đây. Ba, thấy đỡ hơn chút nào chưa? Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là cánh tay này vẫn còn hơi đau. Ông nội, để cháu giúp ông giảm đau nhé. Được, lại đây. Lại đây. Cơn đau cũng giảm đi nhiều rồi. Chú Thần, Mộ Lê rất giỏi đó. Tôi lúc mê man, nghe loáng thoáng, hình như là cô truyền máu cho tôi. Phải. Chú và cháu cùng nhóm máu hiếm. Cháu không thể trơ mắt đứng nhìn. Thần Hiên, ba, hai đứa đã thật lòng yêu nhau. Ba cũng không ngăn cản nữa. Chú Thần, lâu nay cháu không đến Thần gia thăm chú. Hôm nay gọi điện nghe nói chú gặp tai nạn xe. Chú thấy trong người thế nào rồi? Không sao đâu, mạn mạn. Hiếm khi cháu còn nhớ đến lão già này. Đâu có, cháu vẫn luôn nhớ đến chú mà. Chú Thần, cháu, con trai, con đưa mọi người ra ngoài đi. Ba và mạn mạn có chút chuyện muốn nói riêng. Ra ngoài đi nhé. Mạn mạn, chú thật có lỗi với cháu. Lần tai nạn xe này, chú cũng hiểu ra nhiều điều. Đây là chuyện của người trẻ các cháu, chú không nên xen vào. Ý của chú là chuyện của cháu và A Hiên, chú không muốn ép nó nữa. Dù sao ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Chú Thần, cháu còn có việc, hôm khác lại đến thăm chú. Kia, mạn mạn, lại đây cho tôi. Tôi khuyên chị, trước khi tôi tìm đến chị, tốt nhất đừng chọc tôi. Quả nhiên là leo cao được rồi. Giọng điệu nói chuyện cũng khác rồi. Lê Thanh, sớm muộn gì tôi cũng khiến cô hút khỏi Thần gia. Chị không leo được, nên ghen ghét sao? Lê Mạn, chị bao nhiêu năm nay mạo danh ân nhân cứu mạng của chú Thần, chắc sống cũng không tệ chứ. Cô có ý gì? Tôi có ý gì? Chị tự biết rõ trong lòng. Tôi thật sự không hiểu nổi, bao nhiêu năm nay kẻ giả mạo như chị, sao chị dám vanh vào trước mặt tôi hống hách như vậy? Sao cô biết được mấy chuyện này? Lê Thanh, mẹ bảo cô về nấu cơm ngay. Ở đây giả làm người tốt hả? Ông chú này đột nhiên lên cơn đau tim, phải mau đưa đến bệnh viện. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng có lo chuyện bao đồng. Đến lúc người ta gãy tay gãy chân gì thì tiền mất tật mang là ba mẹ của cô đấy. Mau về làm việc đi. Vậy chị giúp tôi gọi xe cấp cứu cho ông ấy đi. Được, đi thôi. Cẩn thận nhé. Một lão già thối tha thì cứu làm gì? Cô bé, vừa nãy là cháu cứu chú sao? Sau khi chị biết thân phận của chú Thần, nên cố ý nhận công. Chẳng phải là muốn bám víu vào Thần gia sao? Nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi thì hiểu rồi. Chú Thần, chú đừng nghe cô ta nói bậy. Người cứu chú lúc đó là cháu mà. Vậy cô nói xem, lúc đó cô cứu tôi thế nào? Cháu ra tiệm thuốc bên đường, mua thuốc cho chú uống đó. Nói dối.
Cô dám lừa tôi bao nhiêu năm nay? Chú thần. Cút. Đồ độc phụ này. Sau này còn dám mượn danh nghĩa tôi đi lừa đảo nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Cút. Trốn cái gì? Các người làm gì? Các người không được vào. Không được vào. Các người làm gì vậy? Thật là, dừng tay. Tôi nói con gái tôi là thiếu phu nhân nhà cô đấy. Để tôi bảo con rể tôi đuổi việc cô. Phu nhân, xin lỗi. Không sao, cô vào trước đi. Đến nước này rồi mà ông vẫn chưa chịu dừng lại. Tôi khuyên ông trong vòng 2 phút đưa hết người về đi. Nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát, tố cáo ông xâm nhập bất hợp pháp. Xâm nhập bất hợp pháp. Tôi là ba cô. Nếu không phải đứa con gái bất hiếu như cô thì Lê Gia có rơi vào tình cảnh này không? Lê Trình Phi, tôi từng đứng trước mặt bao nhiêu người nói rõ với ông rồi. Giữa tôi và ông đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi, Lê Thanh, không có người ba như ông. Cô Tiểu Thanh, quan hệ huyết thống, nói đoạn là đoạn được sao? Con xem hiện tại nhà họ Lê đang gặp khó khăn. Thần Hiên lại giàu có như vậy, giúp đỡ một chút đi. Không phải chỉ cần con nói một câu thôi sao? Các người dựa vào cái gì mà nghĩ rằng Thần Hiên sẽ dùng tiền của anh ấy để dọn bãi chiến trường cho Lê Gia? Tiểu Thanh, bà biết con và Thần Hiên là thật lòng yêu nhau. Con có ngày hôm nay, cả nhà chúng ta đều vui mừng cho con. Con giúp ba một chút, chỉ cần con mở lời, Thần Hiên chắc chắn sẽ giúp nhà chúng ta. Nhưng trước đây, chị đã từng nói sớm muộn gì cũng khiến tôi cút khỏi nhà họ Thần. Còn vị trí thiếu phu nhân nhà họ Thần, sớm muộn gì cũng là của chị ấy. Theo tôi thấy, chị ấy sẽ dễ xin Thần Hiên số tiền này hơn là tôi chứ. Thần Hiên không thích con bé. Người cậu ấy quan tâm là con. Chỉ có con mới có thể giúp nhà họ Lê giải quyết cơn khủng hoảng này. Được. Nếu các người thật sự muốn số tiền này, ba người các người quỳ xuống cầu xin tôi. Lê Thanh, cô đừng có được voi đòi tiên. Được rồi, chỉ cần cho tiền, quỳ bao lâu cũng được. Quỳ xuống đi. Quỳ xuống. Xem ra con gái bảo bối của ông không có thành ý rồi. Vậy thì ông về trước đi. Lê Mạn, quỳ xuống. Ba, xin lỗi em gái con đi. Không sao, nếu chị không muốn quỳ, hôm nay các người cứ về trước đi. Quỳ xuống. Xin lỗi, xin lỗi tôi chuyện gì? Đều tại tôi không biết lượng sức mình, tranh giành Thần Hiên với cô. Cầu xin cô cứu Lê Gia, cứu ba. Bị người mình quan tâm làm tổn thương, cảm giác thế nào? Lê Mạn, những gì chị từng nợ tôi sẽ bắt chị trả lại từng chút một. Vậy tiền thì sao? Tôi nói là bảo chị ta cầu xin tôi, nhưng tôi không nói chị ta cầu xin tôi rồi, tôi sẽ đồng ý với chị ta. Đồ tiện nhân này, cô nói gì? Cô đừng có không biết điều. Nếu không phải tôi nuôi nấng cô lớn đến trường này, cô có khả năng quyến rũ Thần Hiên sao? Thả tôi ra. Buông ra. Đứa bé hư hỏng, không sao chứ? Đồ xúc sinh nhỏ mọn, hôm nay ta sẽ xử lý cả hai người. Thiếu gia, phu nhân và tiểu thiếu gia đang đánh nhau với mấy tên du côn trong nhà. Thả mẹ tôi ra. Thả mộ Lê ra. Thanh Thanh, giúp ba đi mà. Giờ công ty đến cả lương cũng không trả nổi, cô nỡ thấy ngủ không cứu sao? Thả mẹ tôi ra. Các người thả mộ Lê ra. Các người muốn gì? Muốn tiền. Cô chỉ cần nói Thần Hiên đưa cho tôi 80 triệu tiền vừa vào tài khoản, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Được thôi. Thả ra. Thần Hiên, cậu phải giữ lời hứa đấy. Đầu tư 80 triệu vào Lê Thị. Tiếp theo, đợi tôi thông báo. Thần Tổng, tiền sẽ được chuyển vào Lê Thị ngay lập tức. Mong ông giữ lời hứa, đừng đến quấy rầy Lê Thanh và sự yên nghỉ của mẹ cô ấy nữa. Nhất định. Đi thôi. Mau lên. Mẹ ơi, hình như con lại chảy máu mũi rồi. Thần Mộ Lê. Mộ Lê. Mộ Lê. Đưa vào bệnh viện. Mộ Lê. Ba. Mẹ. Con đến hiện đại được mấy ngày rồi? Gần một tháng rồi đấy. Con hỏi chuyện này làm gì? Mẹ đừng khóc. Xem ra con phải về rồi. Con nói bậy bạ gì thế? Con muốn rời xa ba mẹ đi đâu? Trẻ con chảy chút máu cam là bình thường mà. Đừng lo lắng. Ba. Ba hứa với con được không? Sau khi con đi rồi,
hãy bảo vệ mẹ, không để mẹ chịu khổ chịu uất ức nữa nhé. Thần Mộ Lê, con còn nói lung tung, ba sẽ giận đấy. Ba hứa với con đi, hai người sau này sẽ không cãi nhau nữa. Đừng để mẹ chịu khổ nữa, cũng đừng để mẹ mất mạng oan uổng nữa. Chúng ta đừng nói những lời ngốc nghếch nữa, được không? Sắp đến bệnh viện rồi, con cố gắng lên nhé. Ba mẹ còn muốn nhìn con khôn lớn nữa. Xem ra con không thể đợi đến ngày cưới của hai người rồi. Con còn muốn nhìn mẹ mặc áo cưới nữa. Mẹ ơi, sinh cho con một đứa em gái đi mà. Đừng chờ đợi nữa. Mộ Lê, sẽ không sao đâu. Ai là người nhà của thần Mộ Lê? Tôi. Các người làm ba mẹ kiểu gì vậy? Không hề cho con đi khám định kỳ sao? Rốt cuộc là thế nào rồi? Là ung thư máu giai đoạn cuối. Phụ hoàng, mẫu hậu, Mộ Lê, nước trong hồ này lạnh quá, con hơi cảm lạnh rồi. Thằng nhóc con cũng tinh nghịch thật. Ai cho phép con uống rượu? Con không có. Đều tại anh. Anh nên phát hiện ra sớm hơn. Y tá, tôi xin cô, nó còn nhỏ như vậy, cứu lấy nó đi. Bao nhiêu tiền cũng được. Tâm trạng của mọi người tôi hiểu, nhưng đã quá muộn rồi. Nói lời từ biệt với con đi, thời gian của nó không còn nhiều nữa. Mộ Lê, Mộ Lê, tỉnh dậy đi, chúng ta không ngủ nữa. Mau tỉnh dậy, Mộ Lê. Con còn nhỏ như vậy, những thứ này để mẹ gánh chịu thay con. Con đừng ngủ nữa, Mộ Lê. Mau tỉnh dậy, mẹ cầu xin con đó. Xin con đó. Mộ Lê, Mộ Lê, bé cưng, ngủ ngoan nào. Mẹ, ba, con đừng rời xa ba mẹ nhé. Xin con đó. Xin chào. Đây là thứ Mộ Lê nhờ tôi gửi anh chị. Cảm ơn cô. Ba mẹ, khi ba mẹ xem được đoạn video này, có lẽ con đã không còn ở bên cạnh ba mẹ nữa rồi. Đừng buồn vì sự ra đi của con, vì con vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Con không còn gì hối tiếc nữa. Yêu ba mẹ mãi mãi. Nếu cậu buồn, tôi có thể cho cậu mượn bờ vai. Không cần đâu. Cảm ơn cậu. Tôi biết cậu ở bên cạnh anh ta là vì đứa bé đó. Cậu và Thần Hiên vẫn chưa kết hôn, tình cảm giữa hai người không vững chắc. Tôi yêu anh ấy. Thanh Nhi, tôi thích cậu nhiều năm rồi. Xin lỗi.
Thanh Nhi, ăn chút gì đi. Thần Tổng, trước đó anh bảo tôi điều tra vụ tai nạn xe của ba anh, kết quả đã có rồi. Cậu đi làm việc đi. Vâng. Thần Khải, anh về công ty mà tìm người đâm ba mất mạng. Anh tưởng những gì anh làm không ai biết sao. Em trai, lâu rồi không gặp. Sao anh lại tới đây? Anh tới để tặng em một món quà, bày tỏ tấm lòng của anh. Có thời gian thì anh lo cho mình nhiều hơn đi. Tôi còn chưa tới tìm anh lại tự tìm tới đây. Tôi có ngày hôm nay không phải là do các người ép tôi sao? Tôi ép anh. Thần Khải, tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi. Cho tôi cơ hội sao? Những thứ này vốn thuộc về tôi, tôi tự giành được, là của tôi. Lão già lú lẫn đó, ông ta không biết gì, ông ta cứ nhất quyết giao thần thị cho cậu. Những lời này anh giữ lại để nói với cảnh sát đi. Dừng tay. Ba, sức khỏe ba đã khá hơn chút nào chưa? Ba thành ra như bây giờ không phải là nhờ ơn của con sao? Muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng có làm. Tiểu Khải, nếu ngay cả đạo lý này mà con cũng không biết thì đúng là ba nên cảm thấy vui vì năm đó không giao toàn bộ thần thị cho con. Anh về rồi sao? Đợi kết thúc những chuyện này, chúng ta ra ngoài dạo chơi nhé. Được. Tiểu Thanh, đợi đã. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh ơi, con giúp ba lần nữa đi. Không biết là ai đã tố cáo Lê Thị của chúng ta. Số tiền mà lần trước thần Hiên cho không những không bù vào được khoản tiền thiếu hụt đó, mà còn nợ thêm một khoản tiền lớn nữa. Tiểu Thanh, bây giờ mẹ với ba con và Tiểu Mạn không ai dám về nhà, khắp nơi đều là người đòi nợ. Con có thể bảo thần Hiên cho các người thêm tiền đúng không? Những chuyện mà các người nói liên quan gì đến tôi chứ? Tôi không giúp được đâu. Lê Thanh, Lê gia chúng ta giúp đỡ nhau cũng tốt mà con. Nếu Lê Thị của chúng ta thật sự mất, ba xem còn ai chống lưng cho con ở thần gia nữa? Không ai giúp các người được đâu. Thần Tổng, cậu phải giúp chúng tôi chứ. Đúng vậy, cậu xem, chúng tôi nuôi con bé từ nhỏ tới lớn cũng không dễ dàng gì. Con bé không hiểu chuyện, cậu khuyên con bé giúp tôi. Lê Trình Phi, lúc đó mẹ tôi mới mất chưa được 2 tháng, ông đã đưa bà ta với đứa con riêng kia về nhà. Lúc đó tôi còn chưa 18 tuổi, ông nghe họ xúi giục đuổi tôi ra khỏi Lê gia. Như vậy mà ông nói ông nuôi tôi sao? Tiểu Thanh ơi, con đừng tức giận mà. Bà buông tôi ra, đau quá đi thôi. Đứa con gái bất hiếu này, hôm nay ba phải dạy dỗ con. Ông quên đây là đâu rồi đúng không? Người đâu? Thần Tổng, chúng tôi sai rồi, từ hôm nay trở đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ khiến các người trông thảm hơn hôm nay đó. Đưa họ đi, giúp chúng tôi với. Chúng tôi sai rồi. Tất cả những thứ này rõ ràng là thuộc về tôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lê Tiểu Thư, có muốn hợp tác với tôi không? Nếu tôi trở thành người thừa kế của thần gia, sau đó tôi cưới cô, tất cả những thứ này đều sẽ là của cô. Được thôi. Mẹ, cuối cùng ba mẹ cũng về rồi. Con nhớ ba mẹ quá đi thôi. Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi rót nước cho em. Lê Thanh, nếu cô muốn biết mẹ cô mất mạng như thế nào thì ngày mai đến gặp tôi. Nơi mà cô lớn lên từ nhỏ sắp bị tòa án tịch thu rồi, trong lòng cô thấy thế nào? Nếu không có chuyện gì quan trọng vậy thì tôi đi trước đây. Cô có biết chính là vì cô không chịu giúp mà mẹ bị người ta đánh bị thương? Chị quên nhanh vậy sao? Họ ép chị quỳ xuống xin tôi tha thứ như thế nào rồi sao? Cô không biết mẹ cô vì ngã xuống đây mà mất mạng đó. Ý chị là sao? Nói rõ ra đi. Cái hôm mà ba đưa mẹ tôi về nhà, ông ấy biết mẹ cô muốn ly hôn, vốn chỉ về nhà lấy tài liệu để chuyển tài sản, kết quả lại bị mẹ cô phát hiện. Cô đoán xem sau đó xảy ra chuyện gì?
muốn đấu với tôi sao? Cô mơ đi. Lê Mạn, chị thả tôi ra. Lê Thanh, cô cũng có lúc hoảng sợ như thế này sao? Lê Mạn, rốt cuộc là chị muốn làm gì? Tôi cho cô quyến rũ thần thiên sao? Trần Khải, cô còn nhận ra tôi sao? Không sai, anh ấy chính là đại thiếu gia của Thần Thị, cũng chính là con riêng bị các người coi thường từ nhỏ. Lê Thanh, tại sao? Từ nhỏ chúng tôi đã phải thấp kém hơn các người chứ? Rốt cuộc là tôi thua kém cô chỗ nào? Lê Mạn, chị bình tĩnh lại đi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng cảm thấy chị thấp kém hơn tôi. Những gì mà chị nghĩ đều là do chị tự tưởng tượng ra. Tôi ghét nhất cái loại người tự cho mình là đúng như cô. Rốt cuộc thì chị muốn làm gì? Làm gì? Tôi muốn mạng của cô với Thần Hiên. Chỉ cần hai người không còn nữa, chúng tôi sẽ đường đường chính chính thay thế hai người, làm người thừa kế tương lai của Thần Thị. Mạn Mạn, cảm ơn cô. Cô nói nhiều quá. Ba, Lê Thanh đâu rồi? Đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, không nói gì với con sao? Lê Thanh, em trai, lâu rồi không gặp. Anh làm gì Lê Thanh vậy? 10 giờ sáng nay tôi muốn thấy tin tức cậu giao Thần Thị cho tôi. Nếu không, cứ chờ mà nhặt xác à đàn bà đó đi. Thần Hiên đúng là có mắt nhìn, nhưng thứ mà tôi không có được, Thần Hiên cũng đừng hòng có được. Tất cả những gì mà nó có sẽ bị hủy hoại trong tay tôi thôi. Mộ Lê, mẫu hậu, con đến cứu mẫu hậu đây. Mẫu hậu, Lục Hoàng thúc bắt nạt người sao? Mẫu hậu không sao. Không sao rồi. Cẩn thận. Phụ hoàng, Thần Hiên. Phụ hoàng, người không sao chứ? Thần Hiên, anh có sao không? Phụ hoàng. Mộ Lê, phụ hoàng, Thần Hiên ơi. Mộ Lê, phụ hoàng, là con thật sao? Thần Hiên, anh sao rồi? Đồ ngốc, anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Yên tâm đi, anh ta không sao đâu. Ba, mẹ yêu ba lắm đến mức con cũng ghen tị đó. Khoảng thời gian con không có ở đây, mẹ con suốt ngày khóc lóc thảm thiết, hầu như ngày nào cũng chẳng nói chuyện với ba. Đáng lẽ ba mới là người ghen với con chứ. Bác sĩ Hứa, cảm ơn cậu. Đó là điều tôi nên làm. Thấy gia đình mọi người vui vẻ, tôi cũng vui. Anh ta hồi phục tốt rồi, có thể xuất viện được rồi. Cảm ơn cậu. Bác sĩ Hứa, có anh ở bên Lê Thanh, tôi yên tâm rồi. Lần này trở về cổ đại quả thật vô cùng gian nan. Con đã giải quyết xong Lục Hoàng thúc đầy dã tâm, giao hoàng cung cho Tứ Hoàng thúc quản lý. Vậy lần này trở về, con sẽ không đi nữa chứ? Con muốn ở lại hiện đại, chứng kiến em trai em gái ra đời, phụng dưỡng ba mẹ. Nghe thấy chưa? Mộ Lê nói muốn có em trai em gái. Em chưa đồng ý đâu. Đúng rồi, con còn mang ngọc bội của mọi người về nữa. Mộ Lê, trước đây đều là lỗi của ba mẹ, đã không tin con. Những điều con đã nói trước đây, giờ ba mẹ đều tin là sự thật. Xin lỗi vì đã để con chịu nhiều khổ cực như vậy. Được ở bên cạnh ba mẹ thì con chẳng thấy khổ sở gì cả. Ba mẹ, hai người mau đeo vào đi. Đồ đáng ghét. Lần nào chàng cũng bắt nạt thiếp, thiếp không thích chàng nữa. Lê Thanh, Lê Thanh, làm gì vậy? Lê Thanh ơi, Lê Thanh ơi, thiếp không nghe. Chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu đã hạ sinh cho người một hoàng tử. Thanh Nhi, nàng vất vả rồi. Có câu nói này của chàng, thiếp chẳng thấy vất vả chút nào. Nàng xem, đây là gì? Từ nay về sau, gia đình ba người chúng ta đã trọn vẹn rồi. Sau này, dù chúng ta có đi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy vật này, chúng ta sẽ nhận ra nhau.
hoang. Thanh Nhi, kiếp trước là anh có lỗi với em. Từ nay trở đi, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt em nữa. Con có con, con đã lớn rồi, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt mẹ đâu. Thần Tổng, cuộc họp tối nay đã chuẩn bị xong. Cuộc họp, đúng vậy, đại hội cổ đông tối nay. Tôi muốn về nhà, ăn cơm với vợ con tôi. Một người độc thân như cậu, tham dự giúp tôi đi. Có nhớ anh không? Mẹ, hôm nay con muốn ngủ với mẹ. Mộ Lê, mai đưa con đi học nha. Cái gì? Ba mẹ, con không muốn đi nhà trẻ. Con thấy ba dạy cũng được. Không được, công ty ba nhiều việc, ba không có thời gian. Vậy mẹ cũng được mà. Không được. Mộ Lê, bây giờ khác với thời xưa rồi. Con cần phải đi học, kết bạn với các bạn nhỏ. Đứa trẻ này vẫn như trước. Kệ nó đi, quen vài ngày là được thôi. Hơn nữa nếu nó không đi học, hai ta chẳng có thế giới riêng tư nào cả. Anh nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. Được, đều nghe em. Ngày mai sinh nhật em, diện xinh đẹp vào. Sao cơ, có bất ngờ sao? Ngày mai em sẽ biết. Được. Bất ngờ hả? Đã sắp đến giờ Mộ Lê tan học rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. 2 phút, chờ anh ấy thêm 2 phút nữa thôi. Xin lỗi, công ty anh đột nhiên có chút việc, anh phải đi công tác, không thể đón sinh nhật cùng em rồi. Vậy anh đi lâu không? Em giúp anh thu xếp hành lý. Được, sắp đến rồi. Không cần đâu, chờ anh về. Cái gì vậy chứ? Hỏng rồi, Mộ Lê sắp tan học rồi. Mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ, sao ba không ở cùng mẹ? Ba có việc phải đi công tác rồi, ba không có nhà. Mộ Lê ở cùng mẹ được không? Dĩ nhiên rồi, ba không có ở đây, con phải là trụ cột của gia đình này. Đúng là ông cụ non. Mẹ, mẹ không cần buồn. Con đoán ba chắc chắn đã chuẩn bị cho mẹ một bất ngờ lớn. Mẹ mới không thèm những gì ba con chuẩn bị đâu. Mẹ đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Lát nữa, chúng ta ăn xong rồi đi dạo phố, quẹt sạch thẻ của ba con. Để lúc đó ba con... Các người là ai? Các người là ai? Lê Thanh Tiểu Thư thân mến, anh nguyện cưới em làm vợ. Dù nghèo khó, giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, chúng ta sẽ không rời xa nhau. Em đồng ý chứ? Anh hứa với em, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Em đồng ý. Khi nào thì chuẩn bị mấy thứ này vậy? Sao em chẳng biết gì cả? Cho em biết thì còn gọi là bất ngờ sao? Bất ngờ gì chứ? Rõ ràng là khiếp sợ. Sau này không được làm vậy nữa. Đừng nói bậy. Sau này là sau này nào chứ? Ba xén xúa quá. Thằng nhóc này biết gì chứ? Cái này gọi là lãng mạn.